Xin chào quý vị trở lại diễn đàn livestream của Quân Trương được phát trực tiếp bên Facebook và Youtube Hôm nay Quân trở lại quý vị để Quân cập nhật lại cái vấn đề là Cái lý do gì mà ông Võ Văn Thưởng bị thôi chức hả quý vị và cho về vườn Và hủy luôn các cái, cái vị trí chẳng hạn như là gọi là ủy viên ban chấp hành trung ương Hoặc là những cái vị trí ở dưới Quảng Ngãi này kia hủy hết luôn Đại khái là coi như là về coi như là đuổi gà cho vợ đó Ok, coi như không còn cái gì hết á thì đấy là cái mà tôi thấy cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất. thì hôm nay thì tôi cũng liên lạc rất là nhiều ở Việt Nam là khá là giờ ai cũng sợ cái thứ hai nữa đó là họ nói là cái cuộc họp ngày hôm qua đó là cấm quay phim chụp hình. có nghĩa là quý vị biết rằng là những cái lần trước như là ông phúc nè thì được quay phim và được công bố lên mạng luôn là coi thử là uh, ông phát biểu như thế nào. thì ngày qua đó cũng có phát biểu ông võ văn thưởng có phát biểu nhưng mà cái đoạn video đó chưa được đưa ra mà tôi nghĩ đúng là cái an ninh của việt nam khủng khiếp đó quý vị có nghĩa là không không cho ra được 500 đại biểu quốc hội ngồi đó mà không ai đưa ra được luôn và cái cái đoạn mà ông võ văn thưởng nói bây giờ cũng không ai biết là ông nói cái gì trước khi mà ông tự nhiệm thì nhưng mà trong tương lai thì cũng được thôi thì bây giờ là loay hay đó là mọi người cứ hỏi rằng là vậy ông bị cái gì thì à, tôi sẽ đưa cho quý vị 19 điều đảng viên không được làm để quý vị tự lần nhưng mà đối với phương diện của em á, thì em thấy được có một cái sự là trùng hợp giữa ông uh, ông phúc ông nguyễn xuân phúc và ông uh, võ văn thưởng là đồng công làm một cái chuyện để rồi hai người này mất ghế một cách là hơi bị uh, uh, có kêu là cái từ là bất ngờ đó coi như là ngỡ ngàng bơ ngơ ngác và bật ngửa đó thì đấy là cái câu chuyện mà tôi chia sẻ quý vị rồi trước tôi khiên vô cái đó đó thì tôi cập nhật cái tin của bên nga cái đã rồi tôi trở lại đó là cái tin uh, rất là phấn khởi đó là U, uh, eu đã tán thành cái kế hoạch chuyển lợi nhuận tài sản nga cho ukraine À, đó là cái đây là lãnh đạo của eu đồng ý xúc tiến cái kế hoạch là sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của ngân hàng trung ương nga để chuyển cho ukraine có nghĩa đây là một cái tin tốt cho ukraine đó các vị và đây là một cái sự tôi cũng ngưỡng mộ là người ukraine đã đấu tranh cực lực là gọi là làm về cái công tác là kêu bằng cái chuyện là về truyền thông ở bên hải ngoại đó để dẫn đến là đất nước được nhiều lợi ích chi tiết là ukraine à, eu có nghĩa là Khổ châu Âu đã đóng băng hơn 217 tỷ USD tài sản ngân hàng trung ương Nga nắm giữ trong khối như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU khẳng định kế hoạch nhắm tới lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga là hợp lý về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Điện Kremlin cảnh cáo là sẽ sử dụng biện pháp pháp lý và các phương pháp trả đũa để đáp trả lại. đấy là cái tin nóng nhất mà tôi cập nhật cho quý vị về cái vấn đề thế giới. Rồi bây giờ tôi, tôi trở lại cái cái chuyện của chúng ta nè, ai cũng đợi ha. Thì trước tiên bây giờ vô đó, em trình bài chút xíu nữa tại vì có nhiều người hù dọa em trong cái à, trong những ngày vừa qua. Trước tiên là tôi chia sẻ với cộng đồng mạng cái đó, trên Facebook và YouTube này. Chẳng hạn như là lần đầu tiên em làm cái livestream mà chưa được à lần thứ hai chứ, bữa trước em làm cái tủ lạnh thì cũng rất là nhiều người coi vui lắm, nhưng mà lần cái thứ hai em làm một cái livestream được 24 giờ mà hơn 100.000 view mà em thấy có 4.600 à, 4.600 like cái này nó có bất lợi cho em thế này nè là tại vì khi mà cái số lượng report nó nhiều á thì cái kênh của em nó gọi bị downgrade và kêu cái từ là gọi là nó không có đề xuất cho người khác coi có nghĩa là nó bị giấu xuống á quý vị thì em xin quý vị là mỗi người coi em qua youtube cho dù quý vị chưa subscribe quý vị cũng bấm like được hoặc là quý vị coi qua facebook quý vị cũng bấm like được quý vị bấm like đó nó sẽ nổi lên một cái menu nó kêu là quý vị login nhưng mà không cần login thì cũng không sao Nếu quý vị không có account Còn nếu mà Quý vị nào mà chưa subscribe kênh cho em thì cứ subscribe rồi bấm like nó dễ dàng hơn quý vị Để cho cái tiếng nói của Quân được Đến với nhiều người hơn và cái kênh của Quân không có bị là gọi là downgrade xuống Và có thể là trong tương lai nó khóa luôn à, Rất là nhiều người bây giờ họ Những cái kênh lớn bây giờ đó Họ không dám làm gì chính trị nữa là tại vì họ sợ bị mất cái kênh Tại khi mà xây dựng một cái kênh mà có cái lượt subscriber Nhiều á Thì uh, rất là tốn công sức và thời gian, quý vị thấy là em làm miệt mài đúng không? Có như đôi lúc nhiều khi là phải soạn bài này, mất ăn mất ngủ nhiều lắm. Mà để cho khi mình mất cái kênh nó thì uống, cuối cùng á, người ta sợ, người ta không dám. Thì bây giờ để chống lại cái cái sự kiện đó đó, thì quý vị nào coi quân á, nhớ bấm like cho quân cái là được rồi, là quân sẽ tồn tại cho quý vị còn nhiều ha. Rồi bây giờ trở lại cái tiêu đề, ok. Như tôi làm cho quý vị coi đây đó, thì thực sự là tôi không bao giờ là gọi là tôi tuyên truyền, tôi bị đặt tôi xuyên tạc phải nói một câu là tôi xuyên tạc làm chó gì đúng không đúng trong cái đường hướng của nhà cầm quyền cộng sản việt nam nè cái báo mà báo điện tử của đảng cộng sản việt nam có đưa rất là rõ là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân giám sát và dân thụ hưởng đó là cái vấn đề mà mục tiêu được đề ra trong cái cái đất nước của chúng ta vậy tôi 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 tôi, tôi đang, tôi đang đăng bàn thôi à thấy không? dân không biết thì họ mới lần đó họ tìm cái kênh của tôi họ coi đúng không dân này là dân mấy bạn thôi hả à? tôi cũng là người dân việt mà tôi lớn lên việt nam tôi học hết đại học việt nam tôi ra đây tôi tôi tôi, định cư tôi sống nhưng mà tôi cũng là người việt nam thì tôi mới bạn thôi mà tôi chưa tôi, tôi làm gì hết à mà mấy đứa vô kêu mẹ mày xuyên tạc này kia mày tôi xuyên tạc làm chó gì mắc mới tôi có rảnh tôi xuyên tạc thời gian tôi rảnh tôi có sức á mà tôi về tôi xuyên coi như là bạn đời tôi á cho gia đình tôi hạnh phúc mắc mới vậy tôi xuyên tạc đúng không tôi đâu có khùng thì bởi vì mấy đứa mà vào đây mà tôi xuyên tạc xuyên tạc này kia đó, tao đâu có không cái mà quân làm là luôn luôn quân bỏ lên đây có bằng chứng đồng hoàng cho quý vị đọc những cái tài liệu quân đưa luôn có bằng chứng có ngày tháng luôn chứ không phải là tôi coi như là làm cái chuyện mà xuyên tạc này kia mấy vô là report tôi nói tôi xuyên tạc này kia xuyên tạc làm chó gì đấy không quý vị thì đấy là cái chuyện mà tôi vô tôi nhấn mạnh trước cho các bạn đó là không có chơi cái chiều là phá tôi nữa rồi bây giờ qua cái chuyện khác quý vị biết rằng là chẳng hạn bên uh, bên tiktok á tụi nó đang coi như là dí em nhiều lắm như em nói quý vị là em không có nhu cầu làm bên tiktok các vị thật sự là em không thích em phải mua cái điện thoại đó mới hết được bốn mươi năm triệu tiện triệu của bên dâu đấy mẹ đi mua cái điện thoại mới để làm thêm tiktok này kia tại vì em sợ là em không không dùng tiktok cho cái điện thoại chung để mình kêu nó nó có lack, uh, cái information của em mới rồi em qua đó em làm tại vì em thấy rằng là giới trẻ việt nam dùng tiktok nhiều quá số lượng gần nửa dân số luôn rồi bên đó là cái cơ hội cho nó tuyên truyền bởi vì bây giờ nó không có cái kêu bằng cái từ là cái cái, cái, cái lo phường nữa nhưng mà nó dùng những cái mạng này để nó, nó, nó lôi kéo trẻ em mà tôi là cũng là nạn nhân hồi xưa tôi biết hồi xưa tôi tôn thờ lê văn tám tới khi mà tôi ra đại học cũng còn tôn thờ nó nữa thì tại vì tôi biết là tôi bị ngu tôi nghe một chiều riết cái sự sai trái cái sự giả dối bao nhiêu mà được lập đi lập lại nhiều lần thì người dân sẽ tin là thật cái đó là một câu nói của ông gobble một cái ông bộ trưởng về truyền thông ở bên Đức á, Đức Quốc xã cái lúc trước á của thời Hitler đó. Thì tôi mới lên tôi làm thì tôi nhà có tôi làm, mà tôi làm cái bây giờ tôi nó vô đó, nó chơi kiểu này nè, nó không nhẫn nhưng mà nó cũng hù tôi nữa. Nó thét cái tên của là là QPVN đó là 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 quân 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 đội Việt Nam đó, đề nghị tổng cục 2 lưu ý chúng tôi rất là bực mình đối với kẻ này có nghĩa là nó nó thét cái tên em vô bên đó đó để cho bên kia thấy đó thì đây là cái tổng cục hai này là cái tổng cục gì mà đây là cái vị thì đây là để coi như là là là, là truyền hình quân đội đó là nó muốn kêu tổng cục hai vô là bé em đi đó ok thì bé bé à bây giờ tôi nói nghe nè bây giờ tôi 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 làm chút xíu và tôi nói với chuyện nữa nè bây giờ đó có thằng bên youtube thì vô nói là mày mày nói đi kế hoạch ám sát mày đã có rồi không lâu đâu nữa đâu nhé vẫn biệt ok bây giờ bây giờ chơi hù bây giờ muốn chơi hù nhau đúng không bây giờ nè tôi chia sẻ với các bạn một chút xíu trước khi tôi nói tiếp tôi cũng không ngừng lại đâu là bây giờ đó cái câu cái cái chuyện mà tôi lên tôi mạng tôi nói đây đó tôi nói cho ai tôi nói cho dân Việt Nam những người thấp của bé miệng và những người không có thông tin bị bấn bít họ mới lên họ tìm chứ nếu mà tôi nói y chang những cái mà đã có rồi thì họ đâu có tôi chi nữa cái thứ hai lý do tại sao họ tìm tôi là tại vì đó ở Việt Nam đó là cái gì đó cũng là coi như là theo đường hướng theo định hướng đó, tới khi mọi chuyện đổ vỡ ra tầm lâm rồi đó rồi chút xíu tôi trình bày cái vụ ông thưởng cho người em rồi bắt đầu mới nói rằng là thế này kia chúng ta rút kinh nghiệm mà rút hoài rút gần cả coi như là bảy mấy năm tám năm ở ngoài miền bắc rồi gần nửa thế kỷ ở việc ở ở cả nước rồi rút hoài vậy mà rút thì ai chịu nổi đúng không người dân nghèo lắm chút xíu cho cái hình ảnh người dân rất là khổ thì tôi chia sẻ với quý vị là những cái chuyện tôi làm mà đúng ok những cái chuyện mà tôi làm là không có sai và tôi lên tiếng tôi thấy rằng là cái dân tộc việt nam của mình á không phải là dân tộc hèn đúng không Tính từ thời á, mà dẫn nước tới giờ là vua Hùng Tới cái thời mà gọi là cái cột bút 1945 á, Trước khi mà có à, Coi như là cái băng đảng Minh Râu này đó dân tộc ta không có hèn chúng tộc ta là có những người á, mà anh hùng lắm Coi như là đánh luôn cái giặc phương Bắc Chẳng hạn như là Ngô Quyền nè Những cái ngày đỏ đó Ở Việt Nam á, Không bao giờ là tưởng niệm đâu Hay là Hai Bà Trưng nữa đó. Sao tại sao hèn vậy Cứ tưởng niệm ba cái gì đâu không mà Rồi đó từ khi mà 45 trở sau này là khi mà có cái Cái, cái đảng Minh Râu đó Thì bắt đầu á, à, cứ ca ngợi mãi là chúng ta là đánh Pháp đánh Mỹ Có đánh Pháp đánh Mỹ đâu Tôi nói nhiều lần cái đó là một cái sai lạc về lịch sử Nước Úc này nè Có đánh nước Anh không? Không Mà họ vẫn giàu vẫn mạnh Tới ngày hôm nay họ có bị là có mất tự do không? Họ có có bị là không cho tôi nói bịt miệng tôi không? Tôi vẫn nói ào ào tôi vẫn chửi ông Anthony được Tôi vẫn có thể là đưa ra những cái xấu xa bên nước Úc này được Hôm qua tôi nói luôn cái chuyện là cái ông đại sứ của Úc là tôi, tôi, phan hết Tôi đâu sợ Vậy thì cái sự kiện mà gọi là đánh pháp ở Việt Nam đó là cái sự kiện là 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 đánh tráo khái niệm cái sự kiện không cần thiết để cho chúng ta đổ xương đổ máu cái đó là một cái coi như là một cái hạ chứ phải một cái lợi thì cái chuyện đó là một cái chuyện đánh tráo khái niệm rồi trở qua cái chuyện đánh Mỹ Mỹ nó đã về từ năm 73 nó có đánh đâu mà đánh Mỹ đâu hòa cứ, cứ ngồi đó mà ca mà làm cho con cháu chúng ta đi cái đường sai lạc thì đó là lý do mà tôi lên tôi nói mà nếu bây giờ quý vị thấy mà những cái chuyện tôi nói ra đó đáng lẽ quý vị phải cảm ơn tôi là tại vì cái cái hệ thống mà giáo dục ở Việt Nam không dạy cho con em quý vị cái điều đó cái điều đúng đắn dẫn đến con em quý vị đó là cái chuyện là kêu bằng là 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 là, là trở thành một cái người ngu ngục thì phải cảm ơn tôi chứ không phải là vô đây là hùa nhau là coi như là report tôi là kiếm chuyện với tôi rồi gọi điện nhắn tin bố xua đó một chuyện bây giờ nè tôi trở qua cái, cái cái đám mà vì cái nồi cơm nè cái đám này không đông đâu tính với dân số Việt Nam chắc khoảng là một phần mười có nghĩa là 10 triệu đó gồm đảng viên vì tao tao nói tụi bay nghe nè Xin lỗi quý vị chút xíu nha, tao nói bên nghe Để tìm nói cho bên đám này Tụi bay vì cái nồi cơm á Tụi bay cũng là dân tộc Việt Nhưng mà vì cái nồi cơm á Tụi bay giống cái bầy chó Tụi bay xăm soi với ông chủ quán cục xương ra Xa tụi bay sủa đau sủa Xa bay cắn đâu bay cắn Tụi bay mới là cái đám hàng Rồi bây giờ tụi bay muốn giết tao đúng không Chơi đi Tao nói thẳng luôn cho tụi bay coi bên này dễ lắm Ở đâu cũng có thật không thằng điên Đâu cũng có xì ke ma túy đúng không Mày qua đây mày cho nó 5 ngàn thôi Cho nó một bịch uh, coi như là hàng trắng nữa là nó nhào đi nó kiếm tao ngoài đường nó, nó giết tao thôi Nhưng tao xin thưa mày là chưa chắc thằng nào Giết thằng nào đúng không Nhiều khi ấy, nó đi trước mày mất luôn bịch hàng trắng Hay là mất luôn cái bịch tiền luôn của mày luôn Đó thì chơi đi Mà nếu bây giờ nếu mà tôi xui á Tôi đi luôn Thì cũng được tôi đã chấp nhận tôi lên cái con đường này là tôi chấp nhận Tôi rất là mãn nguyện Tôi đưa cái, cái câu nói của ai Đó là của uh, Ngài uh, Duy, uh, Duy Tân Hoàng đế Duy Tân Một trong những người mà chống Pháp kịch liệt uh, lúc trước á uh, thực sự là cái công của duy, tân nhiều hơn là công của đảng minh râu thấy không thì ông là người á nói cái câu gì mà tôi đưa ra tôi lấy luôn cái tờ báo đất việt của việt nam đã cuộc là khi nước bẩn thì chỉ lấy máu mà rửa cái câu này nó rất là hay có chỗ là gì đây? là cái ân oán giang hồ này đó do cái đảng minh râu gây ra đó ok bây giờ đó nếu việt nam có 63 tỉnh thành đúng không có 63 thằng cái thằng quân á dám hy sinh thân mình để lấy cái máu này để rửa lại những cái gì đó coi như là nhơ nhớp những cái ân oán hận thù để việt nam có cái tâm phải muốn lập tôi sẵn sàng tôi ra đi để cho quý vị được sống một cuộc sống tốt đẹp và có tự do thật sự chứ không phải như là chút xíu tôi sẽ trình bày quý vị nghe đúng không tại sao quý vị biết là cái ông vua di tân này đó không được nhắc đến không tại vì ông vua di tân này đó là ai <laughs> ông vạch ra một cuộc là nổi dậy chống pháp vào ngày 3 tháng 5 một nghìn chín cái công đáng lẽ là chống pháp á, mà pháp trả lại độc lập á, cho chính phủ trần trọng kim á, có tam kỳ phân lập đảng của đại đảng là do người này nè chứ không phải là do cái đảng minh râu đảng minh râu đó là cái đảng điểm thối nó dụ pháp trở lại để nó, nó coi như là kêu bằng là nó 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 kêu bằng cái từ là nó nó nó, làm hợp thức hóa cái cuộc cướp của nó thôi đây mới chính là người là đánh pháp nè để cho pháp trả lại nè nhưng mà khổ nổi là ông này là ai ông duy tân này đó là người của thứ thời cờ vàng mà tôi đang đang mặc đây nên tụi nó lờ đi nó coi như là nó xóa đi đúng không cái đây mới là những cái lịch sử tôi đưa cho quý vị thấy là đây là những cái chuyện mà quý vị cần dạy ở con em mình coi lại. Tại sao tôi dám can đảm, tôi dám lấy máu mình để chuộc lại cái tự do cho Việt Nam là vậy đấy. Rồi bây giờ tôi trở vô tôi nói cái phần thời sự ha quý vị. Thì bây giờ trở lại đó, tôi bỏ qua hết ha. Những cái uh, uh, hù dọa, nhắn tin, gọi điện thoại kia đó. Tôi lấy cái này nè, rồi cảm ơn anh, anh cho bụi. Đây là những người trong nước mà thật sự muốn khao khát tiếng nói của tôi nè. Chào anh, em thấy ở trong nước giờ bò vàng ở Sài Gòn về miền Tây quá nhiều, bò vàng bắt cụ rất rất nhiều. Em không biết bao giờ người dân mới tỉnh táo ra. Cảm ơn anh. Ha, có 34 người lại comment đó thôi thì tôi nói là được. Người dân sẽ tỉnh ra nếu ngày nào những người như quân còn ở trên mạng này. Và ngày nào quý vị ở trên mạng này vẫn tồn tại để quý vị chia sẻ thông tin sự thật. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ thông tin sự thật nữa ha quý vị. Rồi bây giờ tôi vào cái đề tài là ngày hôm nay là về ông Võ Văn Thưởng. Thì đây nè đây cái đối tượng tôi nhắm tới ha đúng từ tôi đối tượng nè cái đối tượng mà hù dọa tôi đó tôi cho như là chó sủa mẹ tôi lấy cây tao đập tụi mày á chạy toán loạn hết trơn bây giờ đó chứ đừng có vô mà sủa tao tao đâu có sợ đâu tao sợ tao không làm rồi đúng không bây giờ là cái đối tượng này tôi mới nhắm tới nè đây chẳng hạn như là tôi theo dõi rất là kỳ các em trẻ việt nam á cái vụ mà ông võ văn thưởng này họ rất là sốc luôn á nó gọi là sốc toàn tập luôn nó gọi là khủng hoảng chủ tịch đó thì có những người vô comment À, nói rằng là may cho ông là leo lên chức chủ tịch nước kịp thời chứ không là vụ này bể bể đi rồi đại khái là rồi có đứa nói là rồi ai đủ minh bạch để đảm nhận vị trí của bác trọng đây hay khó lo lắng lắm đúng rồi rồi có đứa thì vô comment thế này nè chẳng hạn tôi đưa này nè đây là đối tượng tôi muốn nhắm tới nè đề nghị khi bầu chủ tịch nước nên kiểm tra thật kỹ rút kinh nghiệm bác trọng ơi riết rồi buồn cho việt nam mình quá dân bất mãn làm cho quốc tế hoang mang đại khái gì là cái này nhiều lắm nên hôm qua tôi cứ coi là cái coi như là cái 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 phản ứng của quần chúng thế nào để tôi làm việc. Thì đây. Bây giờ nè, tôi vào nè, đây là cái đối tượng tôi nhắm tới hôm nay nè. Hay lắm, anh sẽ chia sẻ với em nghe. Hoặc là các bạn nghe thế này Các bạn biết không? Bây giờ các bạn đang rất là đậu đớn đúng không? Cái sự kiện này là gọi là khủng hoảng chủ tịch. Đâu phải một người đâu. Hai hai người rồi. Bữa trước ông Võ và ông à, Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ tới ông này mà ông Phúc thì kêu oan cho, cho cho coi. Thì bây giờ là là sao đây? Bây giờ là sao đây? Bây giờ tôi đưa là cái câu nói ha của ai của chính ông Võ Văn Thượng đã nói cái gì trong ngày nhậm chức để quý vị nghe rồi cảm ơn à, Khương Nguyễn ở San Jose bây giờ nghe ha rồi mình phân tích tiếp ha để tôi đưa cái giải pháp toàn vẹn và toàn diện chứ bây giờ ngày mai bắt trọng ra đi rồi bắt trọng bây giờ quá yếu rồi bây giờ đất nước ta sao đây mày lo lắng quá đi cái này là đúng tôi rất là ca ngợi cái cái tinh thần quan tâm tới vận mệnh đất nước của quốc gia đúng rồi một người chủ tịch một người president một đất nước mà đâu có thể là cái trò chơi mà hôm nay ngồi ngày mai là nghĩ như thế này được mẹ còn ghi ra được là cái đất nước này nữa thế giới nó nhìn đất nước này, nó cười mấy hôm nay đúng không nhục lắm đúng không tôi hoan nghênh tinh thần các em trẻ bây giờ mời các em nghe lại cái câu nói của ông võ văn thưởng cái đã mời Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc sự cần cù chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp trong hành trình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân thời gian tới tôi sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức phấn đấu vì việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân vì nước của mọi người việt nam yêu nước quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát là mục tiêu quan trọng của các quyết sách việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch. Rồi, ok quý vị. coi như là em cho quý vị nghe một khúc thôi. Là khá là em dừng lại thế này nè. Ok, có nghĩa là, là cái bài diễn văn này đó để nhậm chức này đó là tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời ông mặt trời. Mà không còn gì để chê đúng không? Đúng rồi. Tôi được sinh ra trong nôi của cách mạng ha. Trong ý Đảng lòng dân đúng mà tôi làm những chuyện coi như là, là dân làm gốc đại khái là có đủ đủ hết á coi như là mẹ không còn thiếu cái, cái món gì coi như là trong bàn nhậu không còn cái gì hết á không còn gì không có lôi ra hết có hết luôn thì bây giờ không lẽ nào mà sau có 11 tháng mấy mà lòi ra là ngài ta tham nhũng được vậy bây giờ nè cái lý do nè tôi đưa ra nè là vậy ông võ văn thưởng vi phạm cái điều gì để cho bị cách chức hết tất cả không thể là một người đó mà còn trẻ mà sinh ra là cái nôi cách mạng luôn mà bây giờ đó mình bảo rằng là bây giờ là tham nhũng cũng lẽ là ông 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 có thể là ông ông, ông một con người trẻ như thế này nè coi như là đạo đức à. gọi là đúng là đạo đức học theo tấm gương đạo đức của ai đó mà có thể là nói một cách là, là ngang tàng như vậy mình mình nói một điều mình làm nữa không quý vị đặt câu hỏi đi thì bây giờ là chúng ta cùng nhau lần đi tới 19 điều đảng viên không được làm để coi có cái gì ông vi phạm trong này đấy cái này mới hay bây giờ trước tiên nó vào nè tôi 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 đưa cái này cho quý vị nghe cái đã bây giờ đó chúng ta cùng nhau lên tiếng và áp lực chính quyền việt nam phải cho người dân biết là ông này vì cái lỗi gì tại vì cái này là một người chủ tịch một người đứng đầu của đất đất nước cho dù người dân không bầu lên nhưng mà cái đó là cũng là cái tên rồi thì không thể nào mà gọi là là, là, là coi như là diễn gì vẫn chơi được phải đưa ra mà ít nhất bây giờ phải đưa ra cái video ở trên họp quốc hội ngày hôm qua đó là đã nói cái gì <laughs> đã nói cái gì mà tại sao không cho dân nghe vậy cái dân này có phải là dân làm gốc không hay là dân là cái thớt cho tụi bay chém tụi chặt tụi bay lấy thế cho đã rồi tụi bay tụi bay họp hành cho tụi không cho cái tiền điện ngày hôm nguyên một tuần ok nguyên một tuần luôn chứ không phải là một ngày họp để coi như là đánh giật ghế nhau đó bây giờ đó <laughs> tiền đó của ai đừng nói tiền bóc túi hay là của ai ra đó. tiền của dân đúng không thì bây giờ đó, tôi đưa ra cho mọi người nghe. Bây giờ nè, không đưa một ngày chậm trễ thì cộng đồng mạng nó càng đồn. Bây giờ trước tiên là ông nói là ông sinh ra trong cái ý đảng lòng dân hay là cái nôi cách mạng gì đó. Mà bây giờ cộng đồng mạng cứ dí chỗ này nè, là dựa vào quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông. Theo giới quan sát, Võ Văn Thưởng thuộc diện con ông cháu cha là hạt giống đỏ. À, một số đồ đoán cho rằng ông Võ Văn Thưởng có quan hệ huyết thống với cố thủ tướng Võ Văn Kiệt một người có quê quán gần huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long, chỉ cách nhau một con sông, nhưng không có tài liệu nào xác nhận điều này. Việc ông Thưởng bất ngờ bị đứt gánh giữa đường, thì đó, giờ nó đồ đoán tầm lâm đó. Rồi ông Thưởng đó, nó nói rằng là <laughs> thông tin ở bên trong đưa ra đó là ông Thưởng là lấy 60 tỷ. Do đàn em thân tín là ông Đặng Trung Hoàng, chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Ông Hoàng đã bị bắt ngày 8 tháng 3, bị cáo buộc là người đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn để xây. Thì cái này mày nhục quá đúng không quý vị? Một người cái câu mà nãy tôi đã nói đó. Mới đọc cái bài diễn văn hùng hồn như vậy đó, Mẹ nghe nứt đứt lòng luôn. Mà có lấy 60 tỷ không? Đúng không quý vị? Vậy bây giờ tôi đưa ra hai phương án nè. Cái đầu tiên á là cái ông này ông làm chủ tịch nước mà ông quá đói, ông đói đến đó, cái mức độ đó là ông ông cạp 60 tỷ để ông á, làm mất mặt vậy thì coi lại cái cái ý thức đạo đức đó. một cái người mà bị mua một cái giá 60 tỷ như thế này đó thì còn gì lại đó là một cái cái người có thể mình 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 mình, mình có thể là mình mình tôn thờ hay là mình tin tưởng được vậy thì nếu bây giờ đặt trường hợp thằng trung cộng đi nó nói là tao cho mày 60 tỷ đô la luôn tao cũng có là con dư lắm thì thôi thì xong mẹ nó mua đất hết trơn rồi đúng không nó mua đất hết trơn rồi Vậy thì coi lại cái ý thức là coi như là đảng viên của những đảng viên như thế nào. Tại sao họ cần tiền như vậy? Ai đã dẫn dắt họ cần tiền như vậy? Để bây giờ là phải đòi hỏi là Bộ Chính trị phải đưa ra. Cái sự kiện mà họp ngày nguyên một tuần luôn đó, ngày hôm qua đó. Tại sao không cho cái video clip đó ra? Mà cấm luôn các đại biểu quốc hội là 500 đại biểu quốc hội đó là không được quay phim chụp hình. Ủa cái đất nước này là của ai vậy? Nãy tôi mới nói là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Mà tự nhiên bây giờ đó Ủa cái đất nước này bây giờ rõ ra là của tụi bay à Tụi bay muốn làm thì làm mà tụi bay muốn bưng bít trung bít Khi nào muốn cho ra cho ra Ủa vậy là cái đất nước này của ai Đúng không quý vị Thì bây giờ trở lại tôi nói đó Rồi bây giờ qua một cái cái, cái chuyện nữa Cộng đồng quận Nó hỏi cái câu chuyện đó là ông Võ Văn Thưởng này là con ai Tới bây giờ cũng chưa ai biết Bây giờ một cái người đứng đầu một đất quốc gia đó Mà không biết cha nó là thằng nào hết á Không biết mẹ là thằng nào hết á Cái con nào hết á Thì cái này chết mẹ rồi Đúng không? Đây là từ lúc đầu luôn cái mầm móng từ lúc đầu luôn. Nó giống y chang cái thời năm 45 vậy đó. Một con thằng tự nhiên á, nói rằng là đi ra khỏi nước là là họ Nguyễn. Sao chạy về lại thành hồ hồ. Cái này cái này cái còn gắt hơn nữa. Cái này là nó 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 làm cho một đất nước mà toàn là những thằng là coi như là, là 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 coi như là con hoang chết chủ hay là cái đồ à, có như là chơi sông giặt chợ không biết cha mẹ là ai đó thì bây giờ là cái kết cuộc lại vậy đúng đúng không nó lòi ra thôi chứ bây giờ sao giờ tôi 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 đặt dân biết dân bạn dân làm dân kiểm tra nãy tôi đưa rồi đây tập chức của đảng đưa lại nha mấy người nào mới vô nè không biết là tôi đưa để có bằng chứng nè mà đừng đưa đó ra chửi tôi là đúng thích rồi không theo cái cương lĩnh và mục tiêu phấn đấu của đảng ta là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng đó là vấn đề đặt ra mục tiêu bây giờ là tôi dân không biết Mấy dân chả biết thằng này ở đâu ra hết á Từ lúc bầu nó mà không ai bầu cả Tự nhiên ông cấp trên chọn một thằng bỏ lên Nói là ông này là giỏi sáng giá lắm Mẹ hỏi ba mẹ nó ai không biết luôn ok Rồi dân bạn nó cũng không cho Ủa xong rồi nó nó, nó, nó cấm mình Mà tôi chưa làm gì hết đâu nha Tôi chưa xuống đường ấy nha đó Dân kiểm tra bây giờ chân chưa kiểm tra cái là Vô kiếm chuyện tôi rồi thấy không Đấy thù hướng con mẹ gì Có phải là cái đất nước này đó là không đất nước không phải của người dân Việt Nam Là đất nước là một tập đoàn cai trị Rồi đây là một chuyện Ok trở lại như tôi nói vậy đó bây giờ trở lại cái câu chuyện á là vậy ông này là ai mà tôi thấy ông này cũng làm việc cũng rất là được cũng rất là được việc đúng không ông nói năng cũng được lắm bây giờ tôi, tôi đưa một cái nữa chẳng hạn như cái câu tôi nói ông này đi Tôi tôi khoái ông này lắm bây giờ không biết là nó trôi sông giặt chở đâu nhưng mà con ai kệ mẹ nó nhưng mà nó được lên đó rồi mình cũng đâu có bầu đâu mà thôi nó lên được mình cũng coi như là chúc mừng cho nó đi ai nghe cũng được ai nghe mình nghe câu này cái đi bắt đầu rồi tiếp tục ha này, cái này đó. dân bây giờ đụng chuyện là nghĩ tới coi mình có quen với ai không đúng rồi. tư duy đó là chết rồi ừ. tư duy đó là nó phản ánh cái tiêu cực của của xã hội dân ừ. khó phải nghĩ ngay đến chính quyền ừ. phải nghĩ ngay đến là quỹ ban ừ. đến là luật pháp ừ. nó mới là tư duy đúng lành hay. mạnh đúng rồi. và chúng ta phải hướng tới điều đó đừng để khi mà dân khó đó dân muốn làm gì á, thì nghĩ là bây giờ gặp ai nhờ ông nào ông nói giúp và hiện nay đang rơi vào cái cái tình trạng đó thì tôi thấy rằng đó là chúng ta phải phân tích mỗi xẻ sâu thêm ừ. ở cái này được cái này được đây hay tôi đồng ý cái này nè cho dù không biết ông là con nhà ai cái mẹ nó thôi lỡ rồi đưa ông lên rồi, nhưng mà cái này tôi đồng ý cái này là một trong cái vấn nạn của dân tộc việt nam bây giờ là cứ là coi như là cá cậy vây gà thì cậy coi như là làm cái móng chân đúng không mẹ cứ cậy qua cậy lại hoài ra thì bây giờ đó tôi thấy bây giờ tôi chuyển qua cách là tôi muốn bảo vệ ông này tại vì tôi theo cái cái phương châm là tam quyền phân lập đúng không một cái hệ thống tam phân lập có nghĩa là mình phải bảo vệ cái những cái người là yếu thế bây giờ ông đưa đường hướng này đúng thì bây giờ là mẹ bây giờ ông này bị sao mẹ giờ sao ông sao rồi thì bây giờ ông không được lên tiếng luôn, ông không được nói luôn. chứ bây giờ hay nói thủ ông hay nó thủ thế ông mất tiêu rồi. Vậy ông bị cái gì? Trở lại tôi nói đó, ông bị cái gì? Bây giờ trường hợp Việt Nam dân bây giờ là biết là muốn biết là ông bị cái gì. Ông ăn cái gì, tiền của ai và ông lấy cái gì của ai thì người dân Việt Nam cần biết cái đó, đúng không quý vị? Thì bây giờ nè. Nhà nước ta chỉ đưa ra có là 19 điều đảng viên không được làm. Tôi cho quý vị coi là 19 điều này nó rất là mông lung. Nó chả ăn nhậu đâu hết á. 19 điều này nó có thể là bập bất cứ thằng nào luôn. Thì vậy là cái luật pháp như ông này nói đó Chúng ta phải xây dựng một hệ thống luật pháp vững mạnh Phải là coi giống như là hệ thống là có 8 người phân lập như tôi nói đó Còn nếu mà cái mông lung cái này là thằng nào cũng chết hết đó. Đấy tôi đưa cho coi Bây giờ mời quý vị coi ha theo chương 1 quy định 37 trên quy đề TW, Trung ương đó là do ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định 19 điều đảng viên không được làm bao gồm. Nhất, nói viết làm trái với thực hiện cương lĩnh chính trị điều lệ đảng này khá là những cái điều mà coi như là phải phải bú đã bú đảng đó Nhưng mà phải trong cái bộ của đảng đó. Điều 2, tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh tổ chức khi chưa được tổ chức của đảng, coi như cái này là gọi là độc quyền độc đoán đó là không được tự ứng quyền à ứng ứng cử cho nó. Điều ba là phủ nhận xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo nghĩa là tôi thấy cái đám này chẳng có thằng nào dám mà xuyên tạc, chỉ có tôi rồi. Mà tôi cũng có xuyên tạc, tôi nói đúng. Tại vì cái mà chủ nghĩa Mác Lênin này đó mẹ chủ nghĩa quán sột sột rác thế giới bây giờ có nước nào xài đâu chỉ có thằng còn lặn nào thằng cuba với thằng bắc triều tiên thôi à. thằng việt cộng bây giờ cũng không trả còn nữa ta đã nói rồi tối tụi bay rồi là chủ nghĩa mát có nghĩa là sao là giai cấp vô sản lãnh đạo và chủ nghĩa mát là sao là không có kinh tế tư bản không có kinh tế sau chủ nghĩa à, thị trường kinh tế tập trung để cho cùng nhau hưởng cái đó mà chủ nghĩa mác tụi bay bây giờ có phải đâu mà tụi bay đó là, là, là phủ nhận thì chính tụi bay đã phủ nhận rồi tụi bây chuyển qua cái kinh tế thị trường là bây đã phủ nhận rồi thấy không cái điều này là cái điều là trắc trở mà thằng nào á ở trên nói được thằng nào mà dưới nói là nó nó cho mày khai trừ đúng không rồi à, qua những cái điều khác nữa cái khái là những cái cái, cái này nó nó mung lung lắm rồi điều 4 cung cấp hé lộ để mất hoặc viết bài đăng những thông tin tài liệu bí mật của đảng ra cho ngoài đó thì tao xin thưa là không có cái này không có đâu mấy đảng ta cũng trung thành lắm nhiều khi là nó nó lỡ tay thôi nó lỡ tay nó bấm cái trên điện thoại cái nó tọt ra vài phản động thôi chứ tụi nó không bao giờ đưa ra đâu đúng không nó biết cái điều lệ mà nó lỡ tay nó bấm ra nó nó xen lộn đúng không nó học rồi điều năm viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác sai sự thật sáng tác sản xuất tàn trữ là không có đâu mấy này nó, nó nhục lắm có biết viết con mẹ đâu không có đâu điều sáu tố cáo nội dung mang tính bịa đặt cùng những người khác viết ký tên trong đơn tố cáo à, cái này là không 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 được à cái này có nghĩa là bây giờ đó ông 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 thượng á ông muốn là một hệ thống minh bạch để bảo vệ người mà trong này đó thì có không cho ok rồi nó có nhiều điều rất là bất cập mà nó nó mơ hồ lắm bây giờ tao cho coi hết rồi đã điều bảy tổ chức tham gia các tổ chức trái quy luật của đảng pháp luật nhà nước biểu tình tụ họp chúng có đâu đảng viên nào mà có làm cái chuyện này tổ chức xúi dục tham gia các hoạt động bè phái cục bộ gây mất đoàn kết rồi cái này cũng không có đâu điều chính là báo cáo lập hồ sơ kê khai lý lịch kê khai tài sản thu nhập không trung thực này có nào kê khai đâu bây giờ nào trung thực đâu mà trung thực thì hỏi uh, vương đình huệ con học bên mỹ ông tô lờ học con học bên anh hỏi đi hỏi không chứ đừng có cái là thằng nào cũng dính hết đó. cái điều mà 19 điều đáng mới không làm nào dính hết luôn rồi điều 10 ban hành văn bản có nội dung trái quy định của đảng pháp luật của nhà nước thì này tất nhiên tụi bay là to rồi với nhau làm sao có cái điều này được rồi bây giờ có cái điều này nào tôi muốn chia sẻ có cái điều mà tôi nghĩ là ông thưởng sẽ tới điều thứ 11 vi phạm đạo đức công vụ bao che đại khái là lãng phí cái này là về là coi như là là tham nhũng đó không báo cáo không xử lý các hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực rồi can thiệp tác động thì cái này là dính hết tụi bay đứa nào việt nam cũng tham nhũng hết đó có cái lương của nó đó mà thấy các tài sản của nó đó tôi bị biết là thằng nào cũng có đó lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ uh, cán bộ năng động sáng tạo cái này đó thì bữa trước ông nói rồi nếu mà tính ra đó là ông ông uh, Ông, ông 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 hưởng này đó, ông kêu gọi giới trẻ là năng lực sáng tạo nhất luôn chứ không ai hết á. 12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay can thiệp, cái này tụi bay biết với nhau chứ ai biết. Nghe nói cái chức uh, uh, đại biểu quốc hội thôi mà đã là coi như là 5 triệu đô la rồi. Chứ, ch, 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 chứ, chứ bây giờ lòi mẹ ra rồi chứ còn gì nữa. Rồi bây giờ nè. Qua wow, cái điều nữa. Điều gì? <laughs> can thiệp tác động vào các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra truy tố, xét xử thi hành thì cái này tụi bay biết với nhau thôi à. Cái này không có ai có quyền mà can thiệp vào được cái vụ mà 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 hoạt động giám sát hay là thanh tra kiểm toán của công an này kia đố bố dân nào dám không Tôi bây biết nhau rồi cái 14 nè tham ô đưa nhận cái này là hối lộ ha rồi 15 tặng quà dưới mọi hình thức mà bây giờ tôi bây đâu có tặng quà đâu tôi bây chuyển khoản nhau tôi chuyển cho con ngoài nước ngoài không mà mua nhà 4 triệu 6 ở bên Úc này chứ làm gì có ha? mà tặng quà cái này là coi như là ớt bất bất cập rồi con ơi rồi bây giờ qua cái điều nữa à, 16 là không trung thực tiết kiệm xảy ra thất thoát là lãng phí nè trong quản lý là xin hỏi là thằng nào không trung thực tiết kiệm mẹ mới ăn bò giác vàng á cái đó có tiết, tiết tiết kiệm không mẹ bây giờ mấy đứa kênh la nói rằng thì bây giờ cái đó có gì đâu quan chấp ta nước ngoài thì bây giờ cái đấy ai cho ăn thì ăn thôi có bao nhiêu đâu mà nè đó cái này nè vi phạm rồi đó vi phạm điều 16 rồi đó là lãng phí nè không tiết kiệm nè mẹ đi ăn một bữa ăn thôi đó mà coi như là mấy tấn lúa cho người dân việt nam đang đói đúng không rồi, tiếp tục 17. Can thiệp tác động gia đình, bản thân người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ thuộc mình quản lý. Can thiệp tác động gia đình hả? Bản thân người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ. Ủa cái này, cái này mới cái điều này mới à, cái điều này vui nè. Có nghĩa là quý vị biết ở Việt Nam cái điều này cũng là lạ, lạ. Là tiền của nó hả? mà nó can thiệp để cho gia đình người thân của nó không đi du lịch được hả một cái này là coi như là vẽ đường cho hưu chạy có nghĩa là có nghĩa là một bên đó thì ngăn cấm một bên thì cho chuồng tiền ra nước ngoài hả cũng này cái điều cũng lạ đó đi để tôi tham khảo hết cho tôi hiểu cái, cái cái luật ở việt nam rồi điều tiết kế tiếp 18 tổ chức tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức sử dụng các chất ma túy tôi thấy thằng nào cũng ngáo hết trơn à ta thấy hình như đảng viên là bị dính cái này hết à sử dụng rượu bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha các tệ nạn xã hội thấy cái đúng á mẹ bây giờ bê tha lắm tụi nó bê tha lắm Học hành không đúng giờ đâu tổ chức tiệc việc cưới tiệc tam các sự kiện khác của cá nhân gia đình xa hoa và lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi ủng cái này dính hết này tôi thấy là con cán bộ bây giờ việt nam á mẹ chiếm luôn cái đường á làm cái đám cưới linh đình luôn đấy xong bắt đi đó bây giờ cái, cái đây nè thờ ơ vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội nè đúng rồi tự nhiên cá chết biển chết rồi mày cái im hết trơn rồi bắt hết bên này luôn đi đúng không đấy rồi gì rồi bạo lực gia đình công an đánh 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 vợ đánh con nhiều nhất luôn á vi phạm chính sách dân số ừ tụi nó đi nó thọt bú xô nó đẻ tầm lâm hết á từ lưu hết trơn á hỏi cái vụ cô gì hương tràm gì đó đang ở bên mỹ đẻ con cho ai đó cũng nó thọt tầm lâm rồi đó đó đúng rồi dính hết rồi à, sống chung với người khác như vợ chồng ở ừ, cái này đó đó đó, đó 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 cái này nhiều nhiều lắm cái này nhiều lắm bây giờ đó mẹ có ông bác tôi bây giờ tôi tôi giận cỏ ông vậy hỏi à mà nằm ngủ với ai cộng đồng mạng đồn là ngủ với bà là nguyễn thị minh khai là vợ ông ở gì là lê hồng phong là bố sư là cái này là dính hết trơn rồi nè rồi vì vi, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài ủa mình nhiều à bây giờ nhiều lắm à bây giờ chạy hết nước ngoài kết hôn nước, nước ngoài rồi vi phạm hết trơn rồi đúng không đây điều 19 là mê tín hoạt động mê tín à ủng hộ tham gia tôn giáo bất hợp pháp nè đó mà tụi bây giờ đốt than cái gì đốt nhang làm tập lâm lắm đấy Tôi đưa hết này cho vị coi là cái gì Để vì thấy là Cái 19 điều mà đảng viên Không được làm đối với ông Thượng Để gạt ghế ông Mà nó mung lung mơ hồ không chịu nổi luôn Vậy hỏi Trở lại hỏi là ông Võ Văn Thượng Làm cái gì để vi phạm luật làm ơn đưa cho dân biết chứ Dân biết dân bạn dân làm dân kiểm tra Dân giám sát dân thù hưởng Mấy sao có bắn bít như thế gì, gì qua vậy Đúng không Cho bây giờ mình đòi hỏi cho bằng được Phải cho ra Đấy là cái mà tôi đang chia sẻ với quý vị Rồi bây giờ là tôi chuyển qua Một cái, cái, cái câu chuyện khác Ok Bây giờ đã trở lại đó cái câu hỏi hồi nãy của các em này đó Lo quá bác trọng ơi đúng không Đề nghị khi bầu Chủ tịch nước nên kiểm tra thật kỹ Rút kinh nghiệm bác trọng ơi Riết rồi buồn cho Việt Nam mình quá Dân bất mãn mà làm cho quốc tế hoang mang ừ, Cái câu này cũng hay lắm Bây giờ tôi nói nghe nè Bây giờ nè xin thưa em Lan Huỳnh thế này nè em câu hỏi mà làm cho anh có động lực để anh làm cái livestream hôm nay có nghe bây giờ này em thấy sao đúng rồi cái cái chiều hướng của em là phải là minh bạch phải không là phải làm rõ ràng chính xác thì bây giờ tôi đang kêu đòi đó thì bây giờ đó bao nhiêu đời rồi mẹ hết thằng này thằng kia đá ghế nhau liên tục vậy đó mà bây giờ hỏi ra từ thằng mà coi như là founder của cái cái đảng này tới giờ đó nó có minh bạch đâu con ai mẹ tại sao uh, ra đi họ nguyễn về họ hồ cũng không biết luôn rồi con ai nhà ai cũng không biết luôn bây giờ mẹ tầm lâm từ lư hết á, bây giờ vậy ra sao minh bạch được? Thì bây giờ cách hay nhất là gì? Là chúng ta chuyển qua một cái hệ thống tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng như bên Mỹ vậy đó. Mẹ bây giờ bên Mỹ sao? Trước khi bầu cử cái là Ale Hấp đu đem ra cũng phanh phui báo chí nhảy vô mà nói từ lưu học mơ luôn. Ông Trump phịch con này, ông Trump phịch con kia, ông Biden ngủ với bà này, ông Biden cái kia cũng nói từ lưu hết luôn à. Thì bây giờ nó chứng minh trong cái thời gian một năm để cho nó tranh cử đó chứng minh hết luôn. Mẹ nó loại ra hết rồi. Thì khi mà tới khi mà ứng cử làm một cái vị tổng thống á, bốn năm trời rất là minh bạch. Tôi bay vạch hết trơn rồi, tôi bay vạch hết trơn rồi, còn gì nó nói đi đâu đúng không? Thì đấy là cái câu trả lời mà ngắn nhất mà gọn nhất để tôi trả lời cho các em này. Đúng không? Và tôi nghĩ là ông trọng á cần nên lắng nghe người dân nhiều hơn để cho người dân một cái mô hình nhà nước tồn tại và ổn định để khỏi tốn kém mà khỏi mất mặt và khỏi nhục rồi đó dân tộc này còn bước lên được còn nếu mà ông cố tình á mà ông cứ để cực trì cầu mài cái này đó rồi bắt đầu á từ 18 vị trung ương đảng bây giờ tụt xuống còn 14 vị đuổi hết mẹ bốn vị rồi vài bữa đuổi hết mấy thằng nữa còn lại vài thằng thì có nghĩa là tôi nghi ngờ là ông này có âm mưu chính ông là người tạo cộng cài vào để làm cái việc á là quậy đất việt nam tới cái mức độ là không còn ngất đầu đến nổi giống như là coi như là cất trâu để lâu hóa bùng đó. giống như là làm cái cụ chạy cụ mai đó rồi cuối cùng việt nam là không thay đổi được và vô cái thế là thành một tỉnh lỵ của thằng tàu cộng tôi nghi ngờ lắm tại sao những lúc này nè bây giờ nó rất là rõ người dân việt nam thấy được rõ lắm rồi là cái sự kiện đó là một ông chủ tịch nước mà bị mất chất mà không có lý do bị mất chất một cách là gọi là oan đó tại bây giờ không có bằng chứng không hề đưa ra tòa gì để xử hết bên này có bị thấy không ông trump bị colorado cấm không cho tranh cử mẹ đưa ra tòa liền đưa ra tòa liên bang liền tòa liên bang phán quyết rằng không cái sự kiện nó đúng nhưng mà đối với Colorado thôi còn đối với coi như là ở trên liên bang là ổng vẫn được coi như là cancel cái kia hủy cái kia đấy bây giờ là 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 đất nước là gọi là theo luật pháp có đây luật rừng luật rừng tôi bay Ủa cho nào lên cho này xuống xuống à bây giờ này để nói có bằng chứng tôi đưa một cái bằng chứng có bằng chứng không bằng chứng nè tôi đưa bằng chứng trước tiên tôi đưa cái bằng chứng của ông này này ông này là ông chủ tịch nước cũ của chúng ta ông đây ông kêu ăn nè bây giờ mời mọi người nghe lại để biết ha. Đấy. Gia đình tôi vợ và các con tôi không tư lợi không nhũng liên quan đến việc cá chưa bao giờ gặp giám đốc việc cá điều này đã được ủy ban nhân dân trung ương kết luận rõ ràng thưa đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thưa tổng bí cuối cùng thôi rồi ok tôi khóc thôi bây giờ quý vị nghĩ sao quý vị nghĩ sao một cái đất nước gì kỳ vậy một cái đứng đầu đó mà ổng lên ổng ổng tuyên bố như vậy đó và sau cái cái video này đã bị xóa luôn coi như là không còn cái 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 trang mạng nào ở Việt Nam đưa cả báo chí Việt Nam không có trang mạng nào đưa cả chỉ còn là những người mà mà các em list cho cái tên là phản động giữ là cái này để cho các em thấy lần là sao ủa đất nước gì kỳ vậy bây giờ đó cái chữ cũ nè là trước đây một năm nè đã, nó không có xử đâu cũng không đưa cho dân biết là ông bị cái gì bây giờ mình cứ mù mờ nghỉ ừ tắt nghe đồn ông dính tới việt á mà ông đó không có ông chưa bao giờ gặp luôn ông không có có nghĩa là sao mẹ cỡ chủ tịch nước mà còn oan thì cỡ người dân là còn cái cốc cái cốc ké gì đúng không người dân đó, nó muốn bóp nào nó bóp à vậy đất nước này là phải của dân vì dân do dân dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân có giám sát dân thủ không không đất nước này của đảng không có dân mẹ gì hết á tụi mày là cho tao cho nói cho vui thôi để cho tụi mày cảm giác rằng tụi mày á được có dân chủ tao mới là chợ đảng chủ nè đúng không bây giờ tôi đưa một cái nữa là của ông võ văn thưởng nói cái gì mời quý vị em có hết á ngày xưa thì vẫn có hai cái câu là cứ là tắm từ vai trở xuống bây giờ các anh chỉ thấy đâu phải là từ vai nhà đó dột có chỗ mía nó thì sâu là có có đốt chỗ nào đó là dột chỗ nào sâu thì xử lý chỗ đó chúng ta xử lý tham nhũng lớn nhưng cũng xử lý cả tham nhũng vặt đăng kiểm sao cứ vài trăm một trăm hai trăm ba bốn trăm nó nhức nhối ai cũng vậy nhưng mà tích cóp lại thì thành ra thấy là một cái khối lượng rất là lớn làm thất thoát lớn thì phải xử nghiêm rồi nhưng mà tham nhũng vặt ở cơ sở cũng phải xử nghiêm Ngày xưa thì vẫn có hai cái câu là cứ là ấm từ vai. Rồi bây giờ như thế này nè. Tôi lập luận thế này nè. Tôi có thể tôi lập luận thế này. Là dân dân bàn mà không? Bây giờ là dân biết rồi, dân mới chưa biết. Có đúng cái từ là dân ách biết, dân éo biết luôn. Bây giờ dân bàn nè. Tôi bàn qua cái vấn đề là vậy có thể là ông Võ Văn Thưởng này đó ông lên ông trẻ quá. Đúng không? Và ông có một cái 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 cái, cái, cái chiến lược mà quýnh tham nhũng một cách là tới cơ sở luôn. Tới cả những cái giống như đăng kiểm luôn, tới những cái cái nhỏ nhặt luôn. Thì bây giờ cái đám này nó toa rập nó bấn ổng đúng không mình đặt ra hết tất cả cái đám này nó to rập nó bấn ổng vậy thì trở lại tôi nói là cái đất nước gì mà giống như một cái băng đảng vậy mà chia nhau được cái bây giờ coi như là coi như là có thể tôi đặt cái trường hợp là ông là người chúng tham nhũng quyết liệt với ông trọng thì bây giờ nó bấn ổng trước mà bây giờ bên trong thì không đưa ra bằng chứng phải đưa chứ tại sao cái lúc ông phúc đó, ông lên ông đọc được cái bài đó, đó thì bây giờ ông này không có Tôi trở lại cái câu hỏi là hôm qua Hôm qua cái cuộc họp đó đó Để bỏ phiếu đấy đó Tại sao không đưa video ra Cái đó là truyền hình quốc hội đúng không Cho người, người dân biết mà không đưa ra Lý do gì không đưa ra Thấy chưa Mà tôi đã có cái video clip là Ông Võ Văn Thưởng kêu an rồi Tôi có nắm rồi Nhưng mà để tôi đợi bên kia đưa cái đã Để tôi đưa tôi đánh tiếp Thì bây giờ trở lại đó Cái đất nước này là đất nước băng, băng đảng đúng không Đất nước này không có luật pháp Ủa bây giờ ít nhất bên này đó Người ta phải có cái, cái thời gian trial Trong cái hệ thống tam quyền phân lập là gì Có nghĩa là bây giờ là một người đưa ra Bị bắt vì cái tội Chưa chắc là có tội Bởi vì thế là nó, nó lấy đồ nó bịt mặt lại Nó lấy cái bao nó bịt mặt nó dẫn đi Tại vì nó nói là lỡ trường hợp ra tòa chưa có tội Thì nó phải bảo vệ Tới khi nào tòa đóng dấu quyết định cạch có tội cái đã Còn Việt Nam đó cũng cái này là Nhà nước băng đảng Ủa mà tao chưa có tội gì hết á Không biết tội của mẹ gì luôn Mà đi xử người ta xong rồi nó cha lấy hấp mày đi về đi Dẹp mày luôn rồi bây giờ đó tôi hỏi nè. Bây giờ tôi tôi nói là bây giờ mấy đứa là ừ thì đất nước ta là độc tài độc độc đảng mà. Ta chơi từ đó đó. Thì bây giờ đó tụi bay độc tài độc đảng đừng có lấy thuế dân, đúng không? Tôi mới thằng thằng một từ thằng trung ương thằng địa phương, từ cái ghế tụi bay ngồi, từ cái cái coi như là cái nước bay uống, từ cái bông hoa tụi bay cắm, từ điện tụi bay ngồi trong cái, cái đó toàn là của dân đóng vô, bay dẹp khỏi đóng thuế nữa. Đúng không? Bây giờ chơi được không? Bây giờ nếu mà chơi ngang nè, ờ việt nam bây giờ nói ngang nó nói là việt nam bây giờ là thứ độc tài độc đảng mày khỏi phải nói đi Thì bây giờ ok mày muốn hả khỏi đóng thuế đi bây giờ bà con đi ra coi không không thuế vat không thuế mày hết á tụi ta đóng thuế vô để xây dựng một nhà nước có luật luật pháp chứ không phải chơi luật rừng đúng không à mình có quyền mình cãi lại chứ thì tôi đưa trường hợp á, là cái sự kiện này đó đúng là các em quan tâm là tôi thấy được hay và tôi chia sẻ các em là bây giờ không cần cách nào nữa hết á bây giờ các em ngồi đó cầu cho bất trọng được sống tồn tại lâu ngày để đến tham nhũng á. Bác Trọng cũng bó tay rồi Ngày mai nhiều khi đêm nay bác Trọng coi như là đứt ngưng máu bác Trọng đi luôn Là vì lý do gì? Bác cũng bó tay Không còn cách nào khác hả em? Là phải chuyển qua một hệ sống tam kỳ phân lập Đang mê đẳng Bầu cử cạnh tranh khốc liệt như tôi nói đó Hồi nãy tôi nói đó Như bên Mỹ đó Cái chuyện ông Trump có phịch con nào đó Nó cũng đem ra nó nói Hoặc là bất cả cái gì nó phanh phui hết Tới khi mà bầu xong á Rồi đứa đó tin tưởng 4 năm 4 năm sau có thằng khác hay hơn Ra tranh cử đẹp hơn Tao bầu nó lên thế mới phát triển được. Còn nếu không á bây giờ là sao? Tôi đưa cái hình này nè. Mẹ Việt Nam kêu phát triển phát triển gì đã tôi cho cái hình này coi nè. Tôi mới thấy có cái hình là Việt Nam bây giờ kêu bằng là cái từ là cái cái cái, cái vị trí nó tệ dễ sợ luôn vì. Tôi thấy tôi cũng buồn cho những cái 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 kêu bằng cái cộng đồng ở đây. Nhiều khi á mình cảm thấy là mình cũng hãnh diện đúng không? Bây giờ coi lại đi. Mình đứng thứ thứ ba hơn ai? Hơn nào đây? À, đừng 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 có nói là cái vùng à, mình ở trên thế giới nha cái này là ở đông nam á thôi trong cái ảo làng mình thôi trên thằng à, thằng myanmar trên thằng lào đó vậy thôi đó mẹ cái nổ cho lắm vào đúng không đấy hình ảnh rõ rõ không đó càng ngày tục hậu biến bất độ Bây giờ thua thằng myanmar thằng myanmar đó nó thua mình là vì lý do là nó có đang có coi như là rồi, coi như là là đang tranh giành cái sự dân chủ với nước nó mình đồng ý cái đó là một cái quá trình nó muốn chuyển lên một cái thể chế là coi nha khi mà nó có dân chủ đàng hoàng nó sẽ phát triển rất là rực rỡ đó bây giờ thì vậy đó vậy là thua luôn campuchia luôn người campuchia đây rất là nhiều hả quý vị mà cuối cùng đó, tôi thấy được cái, cái 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 sự kiện này tôi cũng đau lòng cái tôi lên tôi tiếng tôi, tôi nói rồi bây giờ trở lại tôi nói cái sự kiện tiếp tục bây giờ nè tôi có thể rằng là tôi chia sẻ một cái góc nhìn thế này nè có thể là hai ông này ông thưởng và ông phúc bị rớt đài đó theo cách nhìn của tôi nha là dính cái cái vi phạm này cái vi phạm gì quý vị không quý vị có tin là tâm linh không bây giờ khoan mình chuyển qua bây giờ tay với dân chiếc bàn mà bây giờ đó mình đòi bằng chứng nó không có đưa mình hỏi cái lý do nó không nói thì bây giờ mình phải chuyển qua tâm linh chứ sao giờ hồi nãy nói là đảng viên không được tâm linh đúng không bây giờ thôi dân được tâm linh bây giờ đi cái tâm linh luôn tôi thấy hai ông này đó vi phạm cái điều giống nhau lắm một cái điều thứ nhất là ông này nè tôi cho vị coi nè là hai ông này đó điều động tới kêu bằng là người Việt hải ngoại và đụng tới nguồn gốc cờ vàng. Quý vị nhớ là cái sự kiện mà ông David Holly đó, tổng thống người Úc về Việt Nam đó, là ông rất là cay cái sự kiện là Úc làm cái đồng tiền 2 đô la mà bỏ cờ vàng vào. Thì cuối cùng ông cay lắm, ông mới lên ông nói là, là chống phá người Việt từ từ nước ngoài làm được Úc đó, ông nói từ Úc đó. Rồi, một chuyện. Cái chuyện ông Phúc cũng bị y chang, là ông Phúc cũng bị vô cái vết xe đổ đó, là tôi cho nghe là cái này nè để quý vị hiểu không à. mời quý vị nghe lại cái này ha tôi lấy từ cái thông tin chống phản động luôn cho quý vị nghe cho đã Đúng. tôi nói một câu chuyện mà khi mà tôi ở trong năm đại cao vào thông chính phủ á thì ông ông cầm tờ việt nam ổng đưa lên cao thế này tên khỏi đầu ông bà con thấy hình ảnh không đó là gì đó là cái bọn phản động lưu vong người việt và chống chúng ta đó rõ rõ rồi trên bài luôn Thế ông là cái đập lúc nào đồ, đồ, Chúng ta quan hệ Quan hệ với các nước sở tại Rất là nước các nước có chính quyền Cả Úc, cả Mỹ, cả các nước Rồi Bây giờ nè Mẹ tôi á Tôi nói với ông Phúc ngay nè Tôi không thấy tôi rã rời chân tay chỗ nào hết mà tôi cũng nói hàng ngày luôn à, tôi còn thảnh thơ tôi hàng ngày luôn Mà thấy ông á, là bị tấm rồi đó đúng không? ông mất hết luôn mà ông lên kêu Oang oai oái ông kêu phản động ơi cứu anh với mẹ bây giờ anh không hề gặp luôn á anh không hề gặp coi như là một cái cái cái, cái giám đốc việt á nào hết đó. gia đình anh cứ bao giờ gặp chứ gì hết đó mà nó bắt anh rồi nè bây giờ đó bây giờ yếu tố tâm linh thôi tôi nói rồi tôi dặn hết nè bây giờ dư luận viên thì tôi nói nó khó rách áo ôm nó không có cái gì hết cái cha nó tao đừng nói mà tôi dặn hết là các quan chức các đảng viên nè tất cả những người trung ương mà tới địa phương mà tới công an khu vực mà tới luôn cả dân phòng luôn ok làm gì làm vì miếng ăn vì cái nồi cơm của mình cứ làm đi không tôi không không có động tới nhưng mà cái chuyện á. là người việt hải ngoại nè cái chuyện thứ hai đó, là cái cờ vàng là hồn thiên sông núi đó tâm linh không đùa được đâu mấy con tôi đưa hai bằng chứng rồi thấy rõ ràng chưa mẹ chết ngang luôn không kịp ngáp luôn bây giờ mẹ coi như là oan ức đầy mình luôn bây giờ tôi nghe tin đồn là ông phúc đó là đi đi coi như là mặc áo uh, cái cái áo nâu sòng á, cái áo đi tu quá, ông oan đến mức độ mà ông không thể nào mà 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 có cái bằng cái từ là, là 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 sống bình thường được, ông phải đi vô chùa luôn, tâm linh không đủ đâu đâu con, nhiều đứa bị lắm rồi, tôi đưa bằng chứng hôm nay cho rõ, tại vì bây giờ đó dân bạn mẹ bây giờ bằng chứng nó chưa đưa, thì bây giờ đâu biết đâu, thì tôi nghĩ rằng là chỉ có này thôi, mẹ đồng vô cái này rồi phải gọi là tâm linh không đủ đâu đâu con ơi, mẹ mấy mấy con ra đi thôi, bây giờ tôi thách luôn tôi thách luôn tứ trụ, triệu triều đình hay là ngũ trụ hay là 13, 14 thằng trung ương đảng gì đó thằng nào động vô một lần nữa đi tao thách bây giờ tao thách tao đợi nè bây giờ tao ngồi tao đợi nè thử thằng nào dám lên tuyên bố là bảo rằng á là coi như là tôi sẽ đánh cái tôi dơ cờ lên là cái bọn phản động lưu vong cờ vàng đó đó là nó coi như rã rồi chân tay á tao thách một lần nữa luôn á không đi trong vòng một năm đó, thì chuyện lạ lạ đó đây thấy hai gương chưa Mấy tự nhiên nó đang khùng khùng bởi vậy đó tôi thấy không? Quý vị để ý không? Ông ông trọng ông già già chứ ông rất là khôn. Số bên kia làm không à, ông không bao giờ động tới. Ông không bao giờ lên tiếng nói tới cờ vàng cái gì đó. Số dư luận viên nói thôi à. Đó tụi bay nè, tụi bay cứ nói đi, vài bữa nữa tụi bay đó coi như là là coi như là cái nghiệp quật á, tấm lên không đủ được đâu. Mới nhìn nó coi như là 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 bác tụi bay đó, coi như trung ương tụi bay đó bây giờ bị như thế này đó, tụi bay bắt đầu khóc tới tiếng miên rồi. Tôi nói là không chật đường nào đâu bây giờ thôi cái chuyện này cái chuyện tâm linh tôi đó vừa vừa thôi nói nhiều quá đó tôi tụi nói ớn phải không bây giờ trở lại là cái bằng chứng mà tôi nói đó đấy bữa trước cái ngày cách đây gần được năm ha cái lúc mà cái ngày mà gọi là 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 ngày anh sách đây mà cộng đồng người việt ở hải ngoại mà đi cờ vàng để diễu hành ở bên sydney đó tôi có làm cái livestream tôi nói là ngoại giao việt nam võ văn thưởng yêu cầu úc dẹp phản động thất bại nặng nề này, này, này kia đó viết việt nam nó sợ quá nó kêu block cái video này của tôi ở bên Việt Nam luôn, quý vị đâu coi không được cái này nữa đâu. Nhưng mà cái này là có nhiều người coi lắm. Thì tôi nói là cái tâm linh không đủ được đâu. Tôi không nói tôi mặc cái này là tôi có ý đó, chứ không phải là tôi 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 không đâu. Tâm linh không đùa được đâu. Cái vụ này đó đừng đụng đến, ok? Đừng bao giờ đụng đến nữa. Đứa nào đụng đến á, mẹ cái coi như là cái gia nghiệp của tụi bay đó không hại bây giờ thì tương lai cũng hại. Tại vì tao nói bây nghe là cái dân tộc này 4000 năm văn hiến. Mà như tôi nói hồi nãy đó là cái sự kiện là ông vua Duy Tân đó, cũng nói là nếu mà cái gì mà nước dơ thì lấy máu mà rửa. Có nghĩa là cái dân tộc này nó có tồn tại một cái lịch sử là mấy ngàn năm lần. Nó có cái linh hồn ở trong đó. Cái gì đúc kết lại Bắc Bắc Nam ba, à, ba miền Bắc Trung Nam á là nó có cái lý do của nó có cái có, bởi vì cỡ như cái thằng Trung Hoa đó, thằng Trung Quốc á mà trước đó là thằng Tàu đó. Nó quấn không lại là tại vì cái sắc dân này được đôn đúc và được nuôi nấu giữa máu đỏ da vàng và ba miền được khắc ghi trong đó. Quý vị còn nhớ cái sự kiện mà ở ngoài Bắc á, mà có cái trụ cột á, mà cái cột đồng đó, mà mỗi người đi ngang bỏ cái cục đá đó nó nhắc lại sự kiện đó tâm linh đó à. hả? bây giờ tôi qua tôi chơi tâm linh cho tụi nó để tụi nói nó 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 biết nó hiểu tại tôi không muốn là dấu sao đó, đó là cũng người việt với mình mà những đứa đó u mê dẫn đến là nó bị tâm linh hại thì tôi đưa hết cái này rồi ok bây giờ tôi qua cái sự kiện khác ha bây giờ mấy đứa mà không lên tiếng vì việt nam tốt đẹp á tôi đưa cái sự kiện này cho các bạn coi nè nhiều đứa đó đi qua Mỹ làm cóc gì, làm chó gì Nào là nói là dân vô gia cư chứ nhiều Bây giờ nè, trong nước bây giờ báo chí ta đưa nên Người dân sống tạm bờ hai thập kỷ vì bồi thường thấp Thành phố Hồ cờ Cơ Mờ Thành phố là coi như là hội chó mèo đó Gần 200 hộ dân cạnh đường Võ Văn Kiệt quận 6 Suốt 20 năm sống trong những ngôi nhà xuống cấp ô nhiễm không thể sửa chữa Di dời do vướng dự án treo Đó, tôi đứa này chết, cái này mới nè đó tụi bay vào đó mà làm uh, coi như là video người vô gia cư này kia qua miễn chi bên mỹ á, là đa số đó cái người vô gia cư đó một là họ là không phải là công dân mỹ hoặc hai là người đó là nghiện ngập họ không muốn sống ở trong những cái khu coi như là gọi là được chính phủ cấp phép họ đi sống ngoài mà họ không có đói khác còn đây là người dân việt nam nè đây nè đang sống 20 năm một cách là coi như là 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 là, 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 là vô gia cư tệ vô gia cư đó đọc cho nghe Gia đình bà Vân sống trong căn nhà chật hẹp xuống cấp nhiều năm. Ảnh nè, à, của Đình Văn nè. À. Bà Văn cho biết vợ chồng bà mua căn nhà này từ 1998 đến năm 2004, nơi mà được đưa vào diện quy hoạch để xây dựng khu nhà ở và chung cư thuộc dự án khu 3 Nam Lý Chiêu Hoàng. Từ đó gia đình không thể chuyển nhượng tân trang nhà dù xuống cấp theo thời gian. Ha, đưa hết cho nghe, để cho vị hiểu. <laughs> Gần 10 năm trước, gia đình được chủ đầu tư dự án thỏa thuận bồi thường với mức 6 triệu đồng một mét vuông. Theo bà Vân, khi đó nếu trừ các chi phí, bà nhận được khoảng 110 triệu đồng để di dời. Cho rằng mức bồi thường quá thấp trong khi căn nhà chung cư ven thành phố lúc đó tối thiểu là 1 tỷ đồng. Bà Vân không đồng thuận. Suốt 20 năm qua, gia đình bà phải sống tạm bỡ trong căn nhà chật hẹp. Mỗi khi trời mưa, triều cường, cả nhà khổ sở chống ngập, phải nâng nền nhà lên cao do có gia đình con gái sống chung uh, nhưng không thể cất nhà bà phải gắn thêm gác bằng đại khái là làm đủ cách để còn tồn tại đó, đó. sau vô đó mà làm mấy cái chương trình vô gia cư đi bay qua Mỹ làm chi để làm cái mấy chuyện đó làm chi hả bay đấy dự án từng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà cho gần 4.000 người cùng với trạm y tế trường học, công viên, cây xanh. Nhưng đến nay chỉ là những căn nhà tạm bờ xuống cấp, lọt thỏm giữa một khu đất cư khang trang lân cận. Xung quanh khu vực này có một ôm tùm rác thải chất thành núi, kênh rạch ô nhiễm đường xá đầy bụi bặm Đấy, vô gia cư ở Việt Nam nó đầy đó, mà nó không có vô gia cư. Vô đây mà coi, ok. Nếu mà không đấu tranh đó, cho tụi bay có được một cái ông chủ tịch đó mà mà coi như là đàng hoàng để được hết nhiệm kỳ cho bay được á, coi như nở mặt đỡ mày á, đấu tranh cho những người nghèo đi hay là tụi bay vô tâm dữ vậy ăn được lên mạng soi soi cái chuyện ở nước ngoài về vô gia cư trong khi ta sướng chết mẹ luôn ở bên này đó rồi đó người dân của mình thì nằm đây mà tại sao họ vô gia cư là tại vì họ bị vô quy hoạch ai quy hoạch chính quyền đúng là tạ quyền hay chính quyền lấy đất của họ rồi cuối cùng có đền cái giá rẻ mạc mua được đâu Quy đền người ta có 110 triệu mà đi mua 1 tỷ lấy ra đâu múa Đúng không? Thì đây là trong những cái sự kiện tôi đưa đó, đó hàng trăm căn nhà lụp sụp này kia đó. Sao ông làm đi hay tôi bây giờ bắt? Hay tôi bay qua đây với làm đi câu view để kiếm tiền hay là để làm tuyên truyền? Đấy, tao chưa hết, tao đưa ngược lại bằng chứng đó. Cho tôi nghe. Rồi bây giờ tiếp tục. Ngoài cái vấn đề gì? Bây giờ nếu mà không đấu tranh á Bây giờ khoan tư cái lời danh là giải giải thích của cái ông là gọi là Nguyễn Huy Thắng Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6 cho biết, dự án khu 3 Nam Lý Chiêu Hoàng được thành phố giao cho công ty cổ phần đầu tư Bình Phú thực hiện từ 2004 đến nay vẫn bất động. Gần 200 hộ dân với 600 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Nhiều năm qua khu này xuống cấp nhưng người dân không thể xây nhà ở, môi trường ô nhiễm, hạ tầng không hoàn thiện, thường xuyên ngập, nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Qua báo cáo của chủ đầu tư vướng mắt xảy ra lý do chính sách thu hồi đất bồi thường đã lỗi thời. Ban đầu việc này thực hiện theo luật đất đai 2003, về sau luật đất đai 2004 cuối cùng mẹ cứ đẩy qua để lại riết người dân vô gia cư luôn ở hoài vậy luôn gần 20 năm. Các vị nghĩ cái chịu nổi không? Mẹ cái đất nước gì mà coi như là là đầy đọt con dân như vậy. Bây giờ nếu mà những đứa không đốt cho những người nghèo nè, vì do đất tiếng này nè. Tụi bay nói Việt Nam bây giờ xưa nó anh ơi, về đấy đi du lịch đi, con một lần cho biết. rồi bắt đầu về, 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 về nói chứ bây giờ anh cứ chê mãi thế không được, bây giờ khỏi cần cái này là từ một người úc nè để tôi đứng này tôi nói người úc nói cho nghe rác vẫn trôi thành hàng ở vịnh hạ long đảo cát bà rác vẫn trôi nổi thành hàng ở quần thể di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long đảo cát bà từ đầu năm khiến du khách xót xa và góp ý xử lý vấn đề đi mẹ tôi bé ở dơ quá mẹ ở như cái bài heo vậy đó đúng không ai bà nào đây bà Patricia Mayer Fowler du khách Australia thăm Vịnh Hạ Long từ 20 đến 23 tháng 2 cũng nhận xét khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới này như vùng biển của rác. Cô được người làm tour lý giải rằng rác đến từ làng chài, từ đại dương hoặc do khách du lịch xả ra. Tôi thấy Việt Nam không thực sự quan tâm đến vấn đề môi trường, cô nói. Bà Jet Kelly, du khách Anh, chia sẻ trải nghiệm tương tự khi tham gia chèo ca giác 20 phút ngày 4 tháng 3. Kelly thấy vô số chai nhựa lon găng tay thậm chí cả một chiếc ghế văn phòng à, Lình bền trên mặt nước, Hên nó có khi bạn thấy luôn cái ghế mà gọi là cái 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 cái, cái ghế gì ghế công cộng cái ghế mà cái ghế tình yêu đó mà nó thả đó luôn đó, đó đã đã đã, 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 đã bây giờ đi đấu tranh đi, mẹ bây giờ ở trên đó, thì coi như là nó coi như là nó nó, nó rối loạn luôn cái vị, ở dưới thì vậy đó, bây giờ không một cách nào ở Việt Nam hết đó là phải thay đổi thôi, phải chuyển chuyển qua một cái thể chế không được như úc và cũng như singapore hoặc là như là năm năm hàng đi cho người dân được tốt đẹp thì thái lan cũng được đi không cứ 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 mẹ đi theo con đường đó. đứa nào đây cái điều cái điều thứ mấy cái điều thứ nhất nè đâu điều thứ nhất đây là 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 là, là à, thứ nhất thứ hai là phủ nhận xuyên tạc chủ nghĩa lenin mấy tụi bay mới là người phủ nhận chứ ai mà phủ nhận cái đường viết đường làm nẻo bây giờ tôi chuyển qua cái chuyện là tôi nói cái chuyện này nè vui hơn nè <laughs> Tôi tôi nhắc lại cái câu chuyện này nè, tôi cho quý vị thấy. Là đứa nào cũng nạn nhân. Tại sao tôi nói thằng Tiến lù này cũng là nạn nhân, cái thằng thông lòng TV này nè, ok cũng là nạn nhân luôn nè. Tại sao tôi cho quý vị nghe lại để tôi phân tích cái góc cạnh mà hôm qua tôi chưa phân tích. Bây giờ vị nghe nè. ơi em, anh ơi em nghe nói chủ tịch nước từ chức á à, anh, nghe mấy thằng ba que gì cứ đi nghe ba que nhiều và xong lên mạng tuyên truyền rồi lúc câu gan đó nó gọi lên để để. Xong rồi đấy. Sau là đi tuyên truyền vô láo, lúc công an người ta gọi lên rồi không giải thích được lại nộp tiền. Nó bớt nghe đi, nghe nghe khi nghe ở đâu ấy thì bảo người ta chứng minh. Rồi, hôm qua tôi chứng minh rồi ha. Giờ tôi nói nghe nè. Quý vị thấy cái điểm đó là từ anh chàng này đó mà gọi là một người là có nhà thông thái đó. Mà tôi 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 tôi, tôi nói cái từ đã đúng bằng này là, là thông giái thì có trong phải thông thái. Thằng này là chuyên gia thông giái nhưng mà nó rất là sợ công an. Tôi thấy cái đất nước gì mà lạ kỳ vậy bay đất nước gì đó mà người dân hỏi một câu là anh ơi em nghe là ông chủ tịch nước thôi chức hay là từ chất cái đấy không xin à, xin à, xin nghỉ đúng không thì cái đó rất là bình thường cái đó rất là bình thường có gì đâu chứ nó có kêu là cái thằng thưởng này đó nó ăn trận ăn bớt gì đâu nó có vu khống đâu nó chỉ hỏi một câu hỏi đó là anh ơi em nghe tin đồn là chủ tịch nước của chúng ta thôi chất đúng không hay là xin nghỉ việc đúng không Vậy mới nói là mày nghe mày nói bậy bạ mày đi tù Mày bị công an bế Ủa cái, công an cái xứ Việt Cộng á, là là, là là cái gì Khoan bây giờ tôi đưa tôi, nói, tôi phân tích cái này để quý vị nghe tại, tại sao tôi đưa cái này để tôi nói quý vị nghe Có nghĩa rằng là các em có thấy được cái điều nào là các em đang sống trong cái xã hội gì không Một cái xã hội rừng rú Một cái xã hội đó là côn đồ Một cái xã hội là hổ hộ báo cáo trồn Một cái xã hội là chó chó sói Một cái xã hội là bất an Một cái câu mà chỉ hỏi là anh ơi Em nghe như vậy thôi mà không dám hỏi. Vậy thì quý vị nghĩ rằng là quý vị đang sống ở đâu vậy? Vậy quý vị là ai trong đất nước đó? Quý vị không được quyền hỏi hay sao? Cái đó có bình thường lắm mà. Để chứng minh quý vị thấy rằng là đất nước Việt Nam đã tới một cái giai đoạn là gọi như là kiêu binh. Chưa có cái thời nào mà vua chúa trong 4.000 năm lịch sử mà người dân phải sợ hãi, không dám hỏi một câu như vậy luôn. Quý vị có hiểu không? Vậy bây giờ đặt trường hợp là quý vị, bây giờ em là chủ nhân đang sống đất nước đó các em không đi được ở nước ngoài tôi đã nói rồi tại sao người việt mình cứ ao ước được đi nước ngoài là họ, họ 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 muốn thoát khỏi đất nước đó đang sống trong giống như là một cái hang ổ Còn toàn là chó sói con hyenas con uh, coi như là con, uh, con, con 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 cọp là khá là toàn là cái thứ dữ không à tại vì đất nước đó, đó nó mất đi những cái con lion king rồi những cái vua sư tử rồi nên là những cái bầy sứ đó đó nó hùng hằng lên nó cắn quý vị nó nó coi như là muốn ăn thịt quý vị nó coi như là nó nó đè nén nó đàn áp quý vị thì đấy bằng chứng tôi đưa có rõ chối cả đường nào được đúng không vậy đâu mới là nơi đáng sống là cái nơi có tự do dân chủ thì bây giờ còn gì nữa không còn đường nào tôi tóm lại là gì là phải có tam quyền phân lập để cho kiềm chế lẫn nhau phải có đề tứ quyền để chúng ta làm minh bạch xã hội và một cái tổ chức là không lạm quyền tại khi có tam quyền phân lập á, thì cái cái bộ phận là gọi là công quyền hay là công lực á nó là bên là coi như là 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 cái cái, cái hành pháp á hoặc là bên tư pháp đó, hay là bên lập pháp nó không không có làm quyền và người dân mới thực sự làm chủ còn nếu mà quý vị có ở trong đất nước đó rồi đó quý vị trở thành một người nhu nhược lắm hỏi một câu thôi mà không không dám nữa. mày nói đi rồi mày bị bắt lên ủa mẹ đất nước không có luật pháp à bởi vì tôi nghi ngờ là ông thưởng là bị coi như là oan và trong những cái live stream tới đó tôi đợi để trong cái gửi đó bằng chứng tôi làm tiếp cái việc nghe để rồi quý vị sẽ sáng mắt sáng lòng và chúng ta cùng nhau thay đổi bây giờ cái con đường mà cứu việt nam tôi nói lần trước rồi là sao không có ai cả không có bác nào cả không có bất trọng bất triết nào hết á chỉ có người dân việt nam đứng lên được thôi còn lại bắt trọng bắt triết gì cũng là bị có gọng kìm của tàu cộng nó kiểm soát rồi để làm cái việc gì là để cái việc là nó khống chế việt nam thành một cái buffer một cái vùng đệm để nó cai trị đúng không vì và để nó giữ cho tàu cộng không đổ theo Rồi đó là trong những cái mà tôi chia sẻ ngày hôm nay Rồi bây giờ để quân Đây đây quân đưa cái này để làm bằng chứng luôn nha Cái này đó Tại sao báo chí Việt Nam Lại không đưa lên mà gỡ đi mất Chỉ còn ở hải ngoại mới có thôi Tại sao tôi đưa cái này cho quý vị nghe Trước khi tôi xuống Đồng chí Tập Cận Bình Thì còn trẻ hơn tôi nhiều Nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi Ừ rất muốn gửi gắm Và chào trách nhiệm Cho thế trẻ. Rồi bây giờ nè Bác làm con xúc động theo luôn Bác ơi thượng nó còn trẻ lắm đó. sao bác gửi gắm cho thằng Thưởng Bác đi gửi gắm cho bác Tập Cận Bình bác còn trẻ hơn tôi Vậy bây giờ con đặt ra câu hỏi Con cũng nghi ngờ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra Mấy con nghi ngờ cái này lắm đó. Mà tại sao cái đoạn này Ở Việt Nam, báo chí Việt Nam lại không đưa Không đưa nha Cái này con nghi ngờ làm đấy Bây giờ bác này, mẹ Coi như là công cuộc đốt nò này đó Có phải là bác muốn làm trong sạch đất nước Việt Nam Hay là bác đang quậy Bác đang cố tình quậy Cho đất nước Việt Nam là không phát triển Cho quốc tế không dám đầu tư làm ăn Tại bây giờ đó, như con nói nếu mà bác có tâm á, thì bác đã chuyển qua một thể chế tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng đúng không? Thì sẽ biến mất hết tất cả những cái tham nhũng, những cái tệ nạn, người dân có quyền. Còn đây á bác cứ quýnh hết thằng này bác quính thằng kia, bác cứ học thằng này tham thằng kia. Mà bây giờ bác đưa ra 19 điều đảng vì không được làm thằng ông dính hết á. Vậy thì chính bác là cái đứa quậy cái đất nước này. Ủa mà tôi nói không trật đâu. Tôi nó không trật đâu. Quý vị tin tôi đi. Một ngày không xa quý vị sẽ nghe một câu nói của ai của thần Kim Quy sẽ bảo rằng giật ngay sau lưng nhà người đó khi đó quý vị quay lại đây nói rằng em cảm ơn anh Quân, em cảm ơn anh Quân. À, em cảm ơn anh Quân ạ. À. Tôi có bằng chứng hết. Tôi nghi ngờ lắm, tôi sâu xử sự kiện là tôi thấy tôi nghi ngờ lắm. Tại vì bây giờ quý vị đang đã... Mẹ cái cái gì của anh Thanh Nhũng gì mà Nó mờ mịt Nó không có bằng chân gì hết á Trong khi đó ông thưởng ông Lê ông kêu gọi đó Là phải làm thế này ngày để cho minh bạch ra Ủa mà tự nhiên gà thế ông vô tham nhũng luôn Bây giờ tôi nói cái này đó Là rất là nhiều người Việt Nam bây giờ đang Việt Nam Đang suy nghĩ lắm Mẹ té ra cái thằng á là giặt sau lưng nhà ngươi đấy thần kim quy nói thần kim quy lăn đùng đó chết ở ngoài coi như là 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 là, hồ con cái gì hồ gươm luôn thần kim quy nói tao chết tức thiệt tao không phải tao sống được mấy ngàn năm nữa nhưng mà tao tức cái dân tộc này quá tao nói biết bao nhiêu lần rồi là giặt sau lưng nhà ngươi đó nó không đích, nó đắt thèm nghe tao chết luôn tức chết thằng kim kia tức chết luôn chết rồi đấy là trong những chuyện tôi chia sẻ với quý vị rồi đọc cái comment cho khi offline muốn trương làm là có chất lượng lắm ha? vừa có chất có lượng luôn quý vị là thích nhớ bấm like này, em nói nè ừ, nhiều người con trăm ngàn người mà có bốn sáu người like à rồi bây giờ chia sẻ cho mọi người biết nha đọc cái comment coi thằng quân đu đứng im cho tàu cộng bắn ở hoàng sa nhục Sáu, à, sáu thằng quân hả à. đu đứng im mà tôi không hiểu anh nói cái đó là gì nhắc lại hội nghị thành đô rồi đó thì nó đó, 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 trong đó hết tây sủa tiếng việt vui vẻ nhỉ ba que có cái sổ cái sổ đỏ hả à? gì ba que có sổ đỏ nào không hả à? bây giờ bây giờ muốn tôi khoe nhà khoe cửa khoe xe cái gì muốn chơi cái kiểu là coi như là lấy vật chất ý thức cái, cái gì tôi có đầy bữa nào tôi khoe cho ý chí đi không có vụ gì hết nhỏ ông này người nước nào vậy tôi việt nam vô cái trang của tôi nó coi kỹ đi có luôn là thẻ sinh viên rồi hộ chiếu việt nam cái gì việt nam ấy đó à, tôi là coi như là là, là là, là trầm chuyên gia giải với giải vong tối đó tôi về tôi làm giải vong cho ke ok sao, dương nguyên tôi comment quá trời ơi trời có con cặc gì đâu khoe mẹ quy đợi em xíu nha em xin lỗi năm ngàn một trăm sáu mươi mấy người gần sáu ngàn người coi ha cả hai bên nha. Bây giờ em nóng rồi, bây giờ em nóng rồi, em chơi luôn. Em nóng rồi. Chỉ có bác mày mới không có thôi. Bác mày không có nên không có vợ, bác mày sống không cuộc đời có vợ là bác mày không có. Tao có, tao khoe luôn. Bây giờ lỡ rồi chơi luôn. Chị chiều chịu, chịu không? biết tự, tự nhiên thấy không? Mà vô lý cái gì? Tự nhiên vô đây đó bắt em lấy cái đó ra khoe. Mà tụi bây có khùng không vậy? Cái, cái đất nước gì mà mà đào tạo từ ra một một đám người á mà tự nhiên ta làm một cái livestream coi như là chữ nghĩa đầy luôn ý tưởng đầy luôn không coi cái vô đội coi cái đó mà tao ngu tao đưa cho mày coi cái đó cho coi như là là, là bạn đời tao coi hàng khủng á hàng khủng luôn hàng khủng luôn á thôi em làm cho giảm nhiều cái việc gì chứ mấy cái đứa này đó thì cũng khổ đó. em không biết làm cách nào nữa tự nhiên tao làm chừng chính trị không coi để coi như là cho mình được cái trợ, trợ cấp xã hội nè biết bao nhiêu thứ vô đội cái, cái thứ có cái thứ đó nào. không biết thằng này có có, có, có bị có bị bê đê đồng chí không nữa, cái đòi coi cái đó của tôi Nó làm cho vui quý vị thôi à, em xin offline quý vị hôm nay cũng chào đón tất cả các dư luận viên vào đây cho anh quả trời luôn ha comment luôn rồi ok nhớ bấm like ra trước khi đi ra nha tính nào không like bữa sau cũng không làm cho coi nữa đâu ok rồi em cũng cảm ơn tất cả quý vị cho em super chat nãy giờ cũng như là tất cả mọi sự ủng hộ và cuốn tồn tại trên mạng này được nhờ là quý vị đó chứ không phải là mình cũng không làm được ha quý vị ok bye bye hẹn gặp lại